Dẫn nguồn từ một nhận định của Ngân hàng Thế giới, đại diện Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho hay, xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam trên bảng tổng sắp toàn cầu năm tới sẽ tăng rất mạnh. Thông tin được công bố trước báo giới tại buổi hội thảo chiều ngày 11 tháng 11 ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Ngân hàng Thế giới đã dự báo năm 2016 tới, Việt Nam có thể tăng đến 10 bậc trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu nhờ những cải cách không ngừng với các chính sách về thuế, hải quan, lao động, bảo vệ nhà đầu tư, v.v. Môi trường kinh doanh theo công bố của Ngân hàng Thế giới sang năm, dự đoán Việt Nam ta tăng nhiều bậc, năm nay tăng 3 bậc nhưng sang năm có thể tăng hơn 10 bậc. Đặc biệt trên các chỉ số về bảo vệ nhà đầu tư và khởi sự kinh doanh. Đó là những hai chỉ số sẽ có cái tăng vượt bậc và cố gắng đến 2016 cái mức trung bình điểm số môi trường kinh doanh Việt Nam ngang ASEAN 4, mức trung bình ASEAN 4. Cũng theo nhận định của đại diện Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, kinh tế Việt Nam nói chung năm 2016 sẽ vẫn duy trì đà tăng trưởng của năm nay, tuy chậm nhưng được hỗ trợ từ nhiều yếu tố khách quan như giá nguyên liệu đầu vào vẫn ở mức thấp, lãi suất, tỷ giá, cán cân thanh toán hay dự trữ ngoại hối, dự báo cũng sẽ diễn biến tích cực.